Nhằm đánh giá kết quả huấn luyện và nâng cao khả năng chiến đấu cho đơn vị, vào sáng ngày 4 tháng 12 tại trường bắn quốc gia khu vực 3, Sư đoàn 9 Quân đoàn 4 đã chỉ đạo Trung đoàn 2 diễn tập chiến thuật có thực binh bắn đạn thật cấp tiểu đoàn năm 2021. Cuộc diễn tập với đề mục Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự. Sau khi nhận lệnh chiến đấu của Sư đoàn trưởng, Trung đoàn bộ binh 2 đã nhanh chóng triển khai lực lượng của Tiểu đoàn bộ binh 6 bí mật cơ động tác chiến. Quá trình tác chiến, đơn vị đã kết hợp giữa đột phá, thọc sâu, chia cắt, nghi binh, đánh bại các thủ đoạn đối phó của địch, tiêu diệt từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch. Diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối. Trước đó, Trung đoàn 2 đã tổ chức diễn tập bắn chiến đấu cấp đại đội cho các tiểu đoàn, đạt kết quả cao. Trong 5 ngày vừa qua, các đơn vị thuộc vùng 3 Hải quân đã tổ chức các nội dung tọa đàm hội thi Thanh niên nói không với các hành vi vi phạm pháp luật kỷ luật bằng nhiều hình thức đa dạng. Trong đó nổi bật là sân khấu hóa các tình huống pháp luật kỷ luật sát với nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của cán bộ chiến sĩ, xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa các chiến sĩ với nhau, tự giác chấp hành các quy định kỷ luật của quân đội, pháp luật của nhà nước, chống triệt để sự lây nhiễm các tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu vào môi trường quân ngũ, duy trì và lan tỏa mô hình lá thư chiến sĩ tân binh. Qua đây góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật kỷ luật cho cán bộ chiến sĩ, bồi dưỡng nhân rộng gương người tốt việc tốt. Môi trường giáo dục đào tạo trong quân đội ngày càng đặt ra nhiều thử thách cao hơn trên lộ trình xây dựng nhà trường thông minh, chuyển đổi số, đặc biệt là những tiêu chuẩn mới về ngoại ngữ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Hòa mình với xu thế đó, các nữ nhà giáo quân đội cũng tích cực học tập trau dồi kiến thức kỹ năng để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường, tạo tiền đề để giúp học viên ra trường tự tin với nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ giao lưu, hợp tác và đối ngoại quốc phòng. 7 bộ chương trình tiếng Anh cho đào tạo đại học và sau đại học, 36 bộ bài giảng e-learning là kết quả làm việc trong những năm qua của Thượng tá Nguyễn Thị Tuyết Mai, chủ nhiệm khoa ngoại ngữ, Học viện Quân y và các đồng nghiệp. Vừa là chủ nhiệm khoa, vừa là giám đốc trung tâm ngoại ngữ của học viện, cô Mai là tấm gương sáng với đồng nghiệp và các học viên ở khả năng làm việc đa năng, đề cao hiệu quả công việc. Ngoài giảng dạy các lớp học phần, cô còn trực tiếp hướng dẫn đội tuyển tiếng Anh của học viện đạt nhiều thành tích cao trong cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp toàn quân và toàn quốc. Tôi luôn luôn tự hào rằng mình là một nữ quân nhân và lúc nào cũng mong muốn được đóng góp hết sức mình cho sự nghiệp phát triển chung của quân đội nói chung và của Học viện Quân y nói riêng. Trung tá Ngô Thị Thủy Dương cũng là một trong những hạt nhân đã tích cực tham gia vào công tác xây dựng, nâng cấp website e-learning và giảng dạy ngoại ngữ theo phương pháp mới ở trường Sĩ quan Thông tin. Quá trình xây dựng học liệu số có nhiều áp lực khi phải liên tục chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu mới. Nhưng với lòng yêu nghề, Trung tá Thủy Dương đã vượt mọi khó khăn để nghiên cứu giáo án điện tử giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp hiện đại. Quá trình thực hiện cái học tập theo dự án thì được triển khai gần một năm nay tại trường Sĩ quan Thông tin. Và cái hiệu quả mà chúng tôi nhận thấy lớn nhất là ngoài việc mà phát triển được cái kỹ năng tiếng Anh là cái nhiệm vụ chính, thì các em đã phát triển được rất nhiều các cái kỹ năng mềm khác và đáp ứng một cái tiêu chuẩn của một công dân toàn cầu. Từ môi trường giảng dạy tại nhà trường quân đội, nhiều nữ giảng viên đã tích lũy thêm tri thức, kinh nghiệm để tự tin thực hiện những nhiệm vụ mới, khó trong môi trường quốc tế. Tiêu biểu là các nữ quân nhân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Có nhiều chị từng là giảng viên tại nhà trường. Cảm nhận mình như một người lính chuẩn bị ra chiến trường và tôi cảm thấy nó rất là tự hào, nó rất là vinh dự. Và cái công việc lần trước ấy, tôi đi là đi cá nhân. Đi cá nhân tức là một mình tác chiến độc lập. Nhưng lần này thì tôi lại đi vào cái đội hình tập thể. Tôi cảm thấy là đi lần này tôi lại có một cái cảm giác mới, tôi lại có cái sự tự tin mới và tôi lại có cái chiến lược mới để tôi có thể cùng với cái tập thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ sắp tới cho đội công binh số 1. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện về hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học. Trước khi tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp, trường học xây dựng kế hoạch phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh phù hợp với điều kiện thực tiễn, rà soát kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ an toàn COVID-19 của cơ sở giáo dục, bộ phận thường trực về công tác y tế trường học, cử cán bộ phụ trách y tế trường học tham gia tập huấn kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm nhanh do Trung tâm Y tế quận huyện thành phố Thủ Đức tập huấn, rà soát cơ sở vật chất trang thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định, cung cấp nước uống an toàn, ly uống nước riêng cho học sinh, tăng cường các biện pháp thông khí cho phòng học, phòng làm việc, bố trí phòng cách ly tạm thời, phòng y tế đảm bảo theo quy định.
thực hiện vệ sinh, khử trùng trường lớp, đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón học sinh nếu có, theo đúng hướng dẫn của ngành y tế, tổ chức phổ biến, hướng dẫn đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động, phụ huynh và học sinh trước khi trở lại hoạt động. Những người lính mang quân hàm xanh trên tuyến biên giới Bình Phước, ngoài làm tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19, trong thời gian vừa qua còn thực hiện tốt công tác giúp dân bằng nhiều việc làm thiết thực. Những ngày này khi vụ lúa thu đông đã chín rộ, người dân đang phải thực hiện cách ly y tế vì dịch bệnh, khó thuê được nhân công gặt lúa. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lộc Thiện, bộ đội biên phòng Bình Phước đã xuống đồng để giúp nhân dân thu hoạch mùa vụ. Sau hơn 3 tháng xuống giống, chăm sóc, đến nay, cánh đồng lúa hơn 1 hecta của gia đình ông Điểu Ngô, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh đã đến kỳ thu hoạch. Thế nhưng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, không thuê được nhân công, khiến cho việc thu hoạch của gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Với sự giúp sức của bộ đội, gia đình ông đã kịp thời thu hoạch lúa, không để ảnh hưởng đến năng suất. Do dịch nên tôi không thể thuê gặt được. Có mấy anh bộ đội biên phòng xuống giúp. Tôi phấn khởi, cảm ơn các anh lắm. Tuy thời tiết thì nắng nóng kéo dài liên tục thì với tinh công việc vất vả thì với tinh thần trách nhiệm cao thì anh em đã hoàn thành xong, giúp các hộ dân được giảm cái thiệt hại tới mức thấp nhất. Trong những ngày qua, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh đã ghi nhận hơn 40 ca mắc COVID-19, nên địa phương này đang thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch. Hơn 30 hecta lúa của người dân đã chín rộ, nếu không thu hoạch kịp sẽ rụng hạt, lên mầm, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng gạo. Để người dân yên tâm phòng dịch, đồn biên phòng Lộc Thiện đã chủ động phối hợp với các ban ngành địa phương giúp dân thu hoạch lúa, đến nay đã thu hoạch được hơn 10 hecta. Trong những ngày vừa qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Thiện đã tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương giúp dân thu hoạch lúa, qua đó là giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân khu vực phong tỏa an tâm phòng chống dịch. Tình quân dân rất là thắt chặt từ trước tới nay rồi, và trong cái thời điểm này, trong cái đợt bùng dịch COVID-19 của năm 2021 thì đồn đã thường xuyên hỗ trợ cho xã trong cái đợt bùng dịch, trong những đợt bùng dịch vừa qua. Thể hiện rõ đây là cái việc là đồn đã hỗ trợ cho người đồng bào ở khu vực Lộc Thiện. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã tạo thêm niềm tin, động lực để bà con khu vực biên giới tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng đời sống ấm no, bản làng yên vui và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.